Đại Bà Tư Chiến chào quý khách, hôm nay là ngày 11 tháng 10 ngày 11 tháng 1 năm 2022. Bò bị trại gồm có Bobby Phúc Kem, Bobby Kem. Để hôm nay đăng tải riêng một cái lô bò điều tương tự như nhau, cũng nó cũng chênh lệch chút đỉnh na ná nhau. Nguyên cái lô bò Pháp Kem. Mời chú bác anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem xét cùng tham khảo. Xem xét thấy chuộng bò thì mình trại bò có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Trại bò về trại thì tháng tuổi của bò tầm 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng. Có mấy con 10 tháng bò ở giao đi cho khách hết, còn giờ trong trại còn có 6 bò lỡ. 6 bò lỡ với 5 con nhỏ hơn 1 chấm. Chỉ nguyên cái lô 5 con này là báo giá từng con một để khách biết nắm rõ chiều cao của bò và giá. Thì 5 con bò này chỉ có giá là 21.800.000. 4 con này, còn 5 con này. 5 con này chỉ có giá là 21.800.000. Hốc kem màu trắng lam lam 5 con. 5 bò này chỉ có giá là 21.800.000, mình có xe nhà giao tận nơi cho quý khách. Chiều cao của bò là 1m5 phân, có con thì cao hơn 1m5, nó cao hơn 1m5 phân mà nó tròn luôn cho 1m5 phân. Có con thì nó dư, có con thì nó hột tí. Thì mà nó gồm lại là như là 1m5 phân và 5 bò này tương tự như nhau. Đứng được bằng tháng này. 5 con này rất là đẹp, đòn rất là dài, xương to. Tháng tuổi của bò này 6 tháng. Phần đầu đây, phần đầu của bò đây, mình coi tổng thể nguyên hình, phần cần, phần đầu, viên vai, xương lưng, bản đùi. Mấy chú bò này rất mặt mỏ, rất là dễ thương. Và hai chân trước, hai chân trước thì mình khỏi nói rồi, chân trước thì thẳng băng, móng sò. Hai chân sau chỉ của trại là lộ DT19 gần Quỹ ban xã Nhận Phú Tân, tỉnh Bến Tre. Khách có thời gian đến với trại xem xét. Khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận qua Zalo lại một lần nữa để khách xem thể hơn. Nguyên cái lô bò, 5 con bò này chỉ có giá là 21.800.000. Phần đầu nó rất là đẹp, đòn dài. Mình nói con bò nào đòn dài, đòn dài, nguyên cái lô này rất là đều đòn dài. Chiều cao của bò là 1m5 phân. Có con thì nó dư nằm 1m5 phân, có con thì hổng tí thì mình nói tròn 1m5 phân. 5 con này một giá, chỉ có giá là 21.800.000. Quý khách xem thấy chuộng chốt thì mình có xe nhà giao tận nơi. 5 bò này có giá là 21.800.000. Bò rất đẹp, đòn rất là dài. Nguyên cái lô này là giá là 21.800.000. Quý khách vui lòng rồi gọi đến số Zalo của trại là 0395168767, trại bò Tư Chiến. Quý khách không có điều kiện thời gian đến với trại thì trại bò nhận qua Zalo lại một lần nữa để quý khách xem tổng thể nguyên hình từ phần cần, phần đầu, nguyên vai, xương lưng, bản đồ. Nguyên cái lô bò Pháp Kem 3B. Trại bò mình liên tục về trại đầy đủ, cung cấp các giống bò cho quý khách tha hồ lựa chọn con giống. Giá rất là mềm. Bò này lúc trước là giá phải là 28.000.000. Là con đang bè nè, con bè thì nó tội hơn. Còn mấy con này thì lúc trước là phải 24.500.000, 25.000.000. Giờ giá rất là mềm. Lưng đít chà bè đây. Đùi khủng luôn. 5 con này chỉ có giá là 21.800.000. Mình báo chính xác khách biết là cái chiều cao của nó bò là 1m5 phân. Bây giờ đi chỗ. Cuối video mình cảm ơn quý khách suốt thời gian qua đến với trại ủng hộ. Một lần nữa cũng cảm ơn quý khách đã đăng ký và lướt xem kênh YouTube Trại Bò Tư Chiến.